Việt Nam sẽ khởi kiện kênh đào Phunanm Techco của Campuchia ra tòa án quốc tế. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Việt Nam và Campuchia nhiều năm trở lại đây liên tục gặp thách thức bởi sự nhúng tay của Trung Quốc, nhất là sau khi dự án kênh đào Phunanm Techco được công bố. Khác với hành động lịch sự từ phía Việt Nam, Campuchia lại tỏ ra lớn giọng như thể họ bây giờ đã ở một cương vị khác. Ví dụ như Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã nói rằng tôi sẽ không nhượng bộ về vấn đề này và tôi muốn thẳng thắn nhấn mạnh rằng không cần thiết phải đàm phán. Đừng cố ép Campuchia vào bàn đàm phán. Không có con kênh này, chúng tôi giống như phải phụ thuộc vào oxy của người khác để thở. Họ có thể cắt nó bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi muốn Việt Nam hiểu rằng đây chính là lý do Campuchia phải hoàn thành dự án này. Trước những hành động như vậy thì có những ý kiến đã cho rằng Việt Nam không nên lịch sử nữa. Khi Campuchia đã muốn làm tới cùng, thì Việt Nam cũng nên có một biện pháp cứng rắn để đáp trả. Và biện pháp ở đây chính là kiện Campuchia ra tòa án quốc tế. Mekong là con sông quốc tế. Bởi vậy, những động thái có ảnh hưởng xuyên biên giới đều có thể được đưa ra tòa án để giải quyết. Vậy, điều này có đúng không? Và liệu Việt Nam có kiện Campuchia để bắt quốc gia này phải dừng dự án kênh đào Phunanm Techco lại? Hôm nay chúng ta cùng trả lời câu hỏi này. Đầu tiên, ta phải xem bối cảnh của dự án để có câu trả lời chính xác nhất. Kênh đào Phunanm liên quan đến sông Mekong, một trong những con sông quốc tế dài nhất châu Á, chảy qua 6 quốc gia. Đã là sông quốc tế thì nó không chỉ liên quan đến một nước, mà là những hoạt động của các quốc gia ven sông thường có ảnh hưởng xuyên biên giới. Chính vì vậy, nhiều hiệp định hoặc hiệp ước có mục đích bảo đảm cho các con sông quốc tế được sử dụng một cách hợp lý và công bằng, phù hợp với lợi ích chính đáng của tất cả các quốc gia trong lưu vực sông đã ra đời. Năm 1997, Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua Công ước về luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho các mục đích phi giao thông thủy, viết tắt là UNWC. Đối với sông Mekong, năm 1995, 4 quốc gia hạ lưu bao gồm Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đã ký hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, thành lập nên Ủy hội sông Mekong. Từ cuối năm 2015, Trung Quốc cùng với 5 quốc gia Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam cũng đã thành lập khuôn khổ hợp tác lan thương Mekong. Trên bình diện song phương, hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy cũng đã được ký kết vào năm 2009. Dưới góc độ luật pháp quốc tế, kênh đào Phunanm Techco gây ra xung đột lợi ích giữa Việt Nam và Campuchia. Nếu Campuchia muốn dùng con kênh này phục vụ cho lợi ích kinh tế, thì Việt Nam lo ngại về tác động đối với nguồn nước và môi trường. Khi có xung đột lợi ích giữa hai quốc gia mà không thể hòa giải được, thì dùng luật pháp quốc tế để giải quyết là cách hay nhất. Đã từng có rất nhiều thực tiễn và án lệ về tranh chấp nguồn nước quốc tế tương tự được Liên Hợp Quốc giải quyết. Dù Campuchia không tham gia vào Công ước về nguồn nước quốc tế năm 1997 của Liên Hợp Quốc, nhưng điều này không ngăn cản hai nước tìm đến luật quốc tế như một giải pháp sau cùng. Nếu bên nào cũng muốn bảo vệ lợi ích của mình, thì việc đưa vấn đề vào khuôn khổ của luật pháp quốc tế là cách làm công bằng và hiệu quả hơn cả. Ngoài ra, trong Hiệp định sông Mekong năm 1995, có quy định một số nguyên tắc cơ bản, trong đó có một nguyên tắc rất quan trọng là các bên phải sử dụng nguồn nước một cách công bằng và hợp lý. Nhưng thế nào là công bằng thì ta phải xem xét kỹ càng hơn. Công bằng ở đây nghĩa là các quốc gia hạ nguồn như Việt Nam không được ngăn cấm các quốc gia ở phía trên thực hiện các dự án của mình. Còn các quốc gia thượng nguồn như Campuchia có chủ quyền của mình, nhưng đồng thời có nghĩa vụ phải đảm bảo không gây tác hại đối với các quốc gia ở hạ nguồn. Đồng thời, các bên phải tuân theo các luật quốc tế khác. Hiệp định sông Mekong năm 1995 đã quy định thành lập Ủy hội sông Mekong (MRC). Ủy hội sông Mekong đã đặt ra quy chế, thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận. Theo đó, đối với dự án kênh đào Phunanm sẽ có một số vấn đề phải giải quyết. Thứ nhất là hồ sơ mà Campuchia gửi cho Ủy hội sông Mekong ngày 8/8/2023 có 14 trang. Trong đó, một loạt những hình ảnh mô tả về dự án chỉ có 6 trang. Phần mô tả dự án này thực sự rất sơ sài. Với thông tin sơ sài đó, Việt Nam không thể đánh giá tác động môi trường của dự án. Vấn đề thứ hai là hồ sơ phải kèm theo một bảng đánh giá tác động môi trường. Đây là yêu cầu bắt buộc không chỉ theo luật quốc tế, theo Hiệp định sông Mekong năm 1995, mà còn cả với luật môi trường quốc tế. Khi bạn sử dụng nguồn nước quốc tế, bạn phải tiến hành đánh giá tác động môi trường để chứng minh rằng bạn bảo tồn môi trường cho khu vực hạ lưu, đồng thời chứng minh dự án tuân thủ nguyên tắc không gây hại. Trong trường hợp dự án kênh đào Phú Nam Teco, Campuchia có quyền thực hiện dự án, nhưng không được gây hại cho quốc gia ven sông khác, ở đây là Việt Nam. Điều này đòi hỏi Campuchia có nghĩa vụ hợp tác trong trường hợp này. Nghĩa vụ hợp tác trước hết của họ là nghĩa vụ cung cấp thông tin thông qua Ủy hội sông Mekong. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhấn mạnh rằng Việt Nam không ngăn cản dự án kênh đào Phú Nam Teco mà còn ủng hộ Campuchia phát triển kinh tế, nhưng yêu cầu Campuchia cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cụ thể, Việt Nam cho rằng thông tin Campuchia cung cấp quá sơ sài, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, và Campuchia không tuân thủ quy chế thông báo tham vấn trước và thỏa thuận theo Hiệp định Mekong năm 1995. Các dự án sử dụng nguồn nước trên dòng chính bắt buộc phải thực hiện thủ tục này. Trong khi Campuchia lập luận rằng dự án kênh đào Phú Nam Teco là dự án trên dòng nhánh, nghiên cứu từ trung tâm Simpson khẳng định đây là dự án nối hai dòng chính, do đó phải tuân thủ quy chế thông báo tham vấn trước và thỏa thuận. Nếu Campuchia tiếp tục khẳng định đây là dự án trên dòng nhánh, thì Việt Nam có thể đưa vấn đề ra tòa án công lý quốc tế để phân xử. Mặc dù luật quốc tế không ghi rõ các bên phải cung cấp thông tin, nhưng trong vụ hợp tác thì có nghĩa vụ này. Nếu Campuchia khẳng định không có nghĩa vụ cung cấp thông tin, Việt Nam có thể yêu cầu tòa án công lý quốc tế giải thích khái niệm này và cách áp dụng nó trong trường hợp dự án kênh đào Phú Nam Teco. Ông Hun Sen cho rằng đây là vấn đề chủ quyền của Campuchia, nhưng luật quốc tế và Hiệp định Mekong năm 1995 cũng quy định rằng hoạt động trong lãnh thổ của một quốc gia không được gây hại cho nước khác. Bởi vậy, việc đưa vụ việc này ra tòa án quốc tế là có khả năng xảy ra và hoàn toàn nằm trong quy định. Sự cản trở duy nhất cho phương án này là quan hệ hai nước sẽ xấu đi khi phải kéo nhau ra tòa. Campuchia nên nhìn nhận lại dự án này như một mối nguy hại cho quan hệ hai nước láng giềng để có được phương án xử lý phù hợp, chứ không nên cứng nhắc trong hành động để rồi nhận lại những hậu quả. Một ví dụ rất điển hình để Campuchia học hỏi không ai khác chính là Việt Nam. Những năm 1990, để phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giàu tiềm năng nhưng vẫn còn rất nghèo nàn, lạc hậu, Bộ Chính trị của ta đã chủ trương làm hai cây cầu bắc qua sông Tiền và sông Hậu. Qua khảo sát, nghiên cứu, các chuyên gia trong nước và quốc tế kết luận rằng đối với hai con sông này thì chỉ cần xây một cây cầu có tĩnh không vừa đủ cho tàu bè từ biển sang sông Mekong chạy lên cảng Phnom Penh là đáp ứng được nhu cầu vận tải thủy của Campuchia. Lý do là chi phí xây cầu có tĩnh không lớn, giúp tàu bè lớn đi lại đắt hơn nhiều so với cầu bình thường. Trong bối cảnh những năm 1990, khi nền kinh tế Việt Nam còn rất nghèo nàn và phải trông chờ viện trợ quốc tế để xây cầu, thì khó có thể làm được cả hai cây cầu cùng tĩnh không lớn như vậy. Rất lãng phí và trên thực tế là không cần thiết. Mặc dù hai cây cầu hoàn toàn nằm trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Campuchia, trước khi quyết định, Bộ Chính trị đã chỉ thị cho ông Nguyễn Mạnh Cầm gặp Thủ tướng Hun Sen trao đổi về vấn đề này. Ông Nguyễn Mạnh Cầm trình bày với ông Hun Sen những lý do kinh tế kỹ thuật nói trên, mong phía Campuchia chia sẻ với những khó khăn của Việt Nam. Đồng thời, đề nghị phía Campuchia cho biết tàu bè của bạn sẽ đi theo sông Tiền hay sông Hậu để Việt Nam xây cây cầu có tĩnh không phù hợp đáp ứng yêu cầu của phía Campuchia. Sau khi nghe phía Việt Nam trình bày, ông Hun Sen đã trả lời rằng tàu bè của chúng tôi sẽ đi lại cả trên sông Tiền và sông Hậu. Bởi vậy, Bộ Chính trị của ta đã phải tiếp tục thảo luận rất lâu để tìm giải pháp. Cuối cùng, như mọi người cũng đều biết, vì lợi ích của quan hệ láng giềng hữu nghị, Chính phủ Việt Nam quyết định xây cả hai cây cầu đều có tĩnh không lớn, đủ cho tàu bè lớn đi lại được trên cả sông Tiền và sông Hậu. Người dân đồng bằng Nam Bộ đã phải chịu đựng khó khăn lâu hơn để có được cây cầu thứ hai. Và điều này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam. Có thể hy sinh lợi ích bản thân được như vậy là do Việt Nam đã biết đặt mình vào vị trí của nước bạn, không muốn lợi dụng việc công trình xây dựng trên lãnh thổ của mình để làm ảnh hưởng đến quốc gia khác, cùng chung sống trên một dòng sông. Đạo lý và tình cảm quan hệ láng giềng là như vậy. Với Lào, Việt Nam cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự. Với việc ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc sử dụng cảng Vũng Áng năm 2001, Thông qua thỏa thuận này, Việt Nam cũng đã tạo điều kiện cho nước bạn sử dụng cảng Vũng Áng. Nhờ vậy mà Lào từ một quốc gia không có biển đã trở thành một nước có đường ra biển. Đây là điều rất hiếm có trong thực tiễn quan hệ quốc tế. Lịch sử thế giới đã dạy chúng ta rằng giữa các quốc gia láng giềng thân thiện bên cạnh sự gắn bó về địa lý, lịch sử và nhân chủng, vẫn luôn có sự tồn tại các bất đồng, các khác biệt về lợi ích. Quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là các quốc gia láng giềng cần tôn trọng lợi ích của nhau, lắng nghe ý kiến của nhau để cùng hóa giải các khác biệt. Qua đó làm sâu đậm thêm tình làng nghĩa xóm, xây dựng quan hệ hòa bình bền vững lâu dài. Trong bối cảnh còn có những khác biệt, trong việc đánh giá tác động của dự án kênh đào Vũ Nam, chúng ta đều hy vọng rằng hai nước sẽ tiếp tục làm việc với nhau trên tinh thần minh bạch, tôn trọng lợi ích chính đáng lẫn nhau, cùng với sự thấu hiểu, nhằm vun đắp tình cảm láng giềng, duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài của quan hệ song phương, không để con kênh chia đôi bờ trong quan hệ hai nước. Kiện nhau thì dễ, giữ được tình cảm mới khó. Còn nhớ cách đây chưa lâu, có người từng mạnh mồm phán rằng Việt Nam đến cái ốc vít còn không làm được, để tỏ ý chê bai trình độ sản xuất của đất nước hình chữ S. Lúc đấy, Việt Nam chỉ im lặng, không nói gì, cũng như không đưa ra bất kỳ sự phản biện nào. Ấy thế nhưng, Việt Nam lại dùng hành động để chứng minh năng lực của chính mình. Minh chứng là mới đây, Việt Nam đã khiến cho kẻ từng coi thường mình phải im bặt khi cho hạ thủy thành công con tàu chở hàng lớn nhất lịch sử nước nhà. Vậy cụ thể hơn, con tàu Made by Vietnam có gì đặc biệt mà trở thành niềm tự hào của nước Việt? Sự kiện hạ thủy con tàu chở hàng to khủng này được diễn ra ra sao mà khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng? Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh hiểu biết hơn mỗi ngày bạn nhé. Các bạn thân mến, theo trang tin Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, chiều ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu SBEC đã hạ thủy thành công tàu hàng rời 65 nhân DGT số 1, đồng thời làm lễ đặt ký tàu chở hàng trọng tải lớn cùng mã số 02. Tại buổi lễ hạ thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu Vũ Thanh Tùng cho biết, tàu Trường Minh Dream 01 được công ty thi công đóng mới cho chủ tàu là Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc. Đây là con tàu thứ nhất trong lô hai tàu 65.000 DVBT được Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc đặt hàng. Tàu thuộc dự án đóng tàu có trọng tải lớn nhất từ trước đến giờ. Chi tiết hơn, Trường Minh Dream 01 có trọng tải toàn phần 65.000 DVBT, chiều dài tổng thể 199,99 m, chiều rộng 32,26 m, tổng dung tích là 35.825 gt. Tàu do liên doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam VTrack với công ty BlueStack Phần Lan. Thiết kế có nhiều tính năng vượt trội so với các dòng sản phẩm cùng loại trên thế giới. Toàn bộ các công đoạn chế tạo con tàu này đều do đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề của công ty đóng tàu Nam Triệu cùng với các nhà thầu trong nước thực hiện. Đồng thời, nó được thiết kế đóng mới và lắp đặt các trang thiết bị hiện đại, thỏa mãn các công ước quốc tế mới nhất. Hiện tại, tàu Trường Minh Dream 01 được cơ quan đăng kiểm Nanka Nhật Bản phân cấp để có thể hoạt động trên tất cả các vùng biển quốc tế, cũng như thỏa mãn yêu cầu của tất cả các cảng biển trên toàn cầu. Theo đó, tại lễ hạ thủy, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc, nhấn mạnh đây là con tàu chở hàng lớn nhất được đóng tại Việt Nam đến thời điểm hiện nay và cũng là dòng tàu đạt tiêu chuẩn khắt khe của EU. Ngoài ra, đại diện chủ tàu còn nhấn mạnh rằng dựa trên cơ sở hợp tác tốt đẹp thời gian qua, chúng tôi tin tưởng giao nhà máy đóng tàu Nam Triệu thi công tiếp tàu 65.000 DVT số 2 với yêu cầu chất lượng tốt hơn và thời gian thi công được rút ngắn hơn nữa. Tiếp lời quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Trần Mạnh Hà đã gửi lời chúc mừng hai đơn vị đóng tàu Nam Triệu và Công nghiệp Tàu Thủy Đông Bắc hạ thủy thành công con tàu chở hàng tải trọng lớn. Đồng thời, yêu cầu công ty đóng tàu Nam Triệu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm hoàn thiện tàu 65.000 DVT số 1 để bàn giao cho khách hàng sau khi hạ thủy. Sau đó, các công ty phải tiến hành đóng và bàn giao tàu thứ hai đúng với tiến độ, đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu. Từ đây mở ra cơ hội hợp tác với nhiều chủ tàu mới cho các đơn hàng sắp tới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu cũng như chủ tàu. Ông khẳng định rằng đây là sự kiện quan trọng đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2024. Và đúng ngày thành phố được coi là cái nôi của ngành đóng tàu tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ, nên sự kiện này càng thêm ý nghĩa. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng còn khẳng định rằng thành phố sẽ đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để công ty đóng tàu Nam Triệu nói riêng và các nhà máy đóng tàu trên địa bàn nói chung phát triển ổn định. Vâng, nghe qua có thể thấy sự kiện hạ thủy con tàu Trường Minh Dream 01 được tổ chức khá hoành tráng với sự tham gia của nhà thầu, chủ đóng tàu và cả lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong suốt buổi lễ diễn ra, ai nấy cũng đều thể hiện thái độ vui vẻ, hân hoan và hết sức tự hào khi con tàu chở hàng tải trọng khủng được hạ thủy thành công ngoài mong đợi. Đây là điều vô cùng dễ hiểu, bởi vì, giống như những gì được đề cập ở trên, Trường Minh Dream 01 là sản phẩm made by Việt Nam hoàn toàn. Nó đã vượt mặt con tàu Trường Minh S có tải trọng 56 kg 200 tấn, cũng do công ty đóng tàu Nam Triệu sản xuất và bàn giao cho công ty tàu thủy Đông Bắc cách đây 6 năm, tức là vào năm 2018. Theo đó, Trường Minh Dream 01 trở thành con tàu chở hàng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhưng ngoài tải trọng khủng ra, nó còn giúp Việt Nam nở mày nở mặt khi sở hữu thiết kế hiện đại và tính năng ưu việt bậc nhất về sức cản, hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, chất lượng khí thải và khả năng giảm trọng lượng tàu xuống mức tối ưu. Sản phẩm thỏa mãn các điều kiện khắt khe của các chính quyền tại Mỹ, châu Âu và cả Úc. Điều này cho thấy rằng ngành đóng tàu của Việt Nam đã và đang có sự phát triển không ngừng, đang có sự khởi sắc đáng kể từ sau đại dịch Covid-19, giúp nhiều doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam nắm bắt được cơ hội vàng để vươn mình mạnh mẽ suốt thời gian qua. Theo đó, ngành công nghiệp đóng tàu của đất nước hình chữ S đã khẳng định được chỗ đứng riêng cho mình trên thương trường quốc tế, một yếu tố quan trọng giúp Việt Nam gia tăng cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực này. Để có được thành công đó, chúng ta không thể không kể đến đội ngũ cán bộ công nhân lao động của công ty đóng tàu Nam Triệu nói riêng và đội ngũ nguồn nhân lực của ngành đóng tàu Việt Nam nói chung, bởi vì lực lượng này đã không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân để nâng cao năng lực của chính mình, qua đó giúp Việt Nam tiến lên làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại của thế giới hiện giờ. Và cũng chính từ đây, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể cho ra đời những con tàu có tải trọng hàng trăm nghìn tấn trở lên trong tương lai không xa. Điều mà trước đây Việt Nam chưa bao giờ dám mơ tới khi ngành công nghiệp đóng tàu trong nước vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu vì thiếu trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ nhân công lành nghề. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đầu ngành, ngành đóng tàu Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, chẳng hạn như sự suy giảm của thị trường xuất khẩu hàng hóa năm 2023 khiến các chủ tàu người Việt không dám đầu tư đóng mới. Trong khi đó, cả nước có khoảng gần 120 cơ sở đóng tàu lớn nhỏ sở hữu năng lực sản xuất tăng gấp 10 lần so với thập kỷ trước. Điều này đã khiến cho đầu ra của sản phẩm có thể bị hạn chế, dẫn đến nguy cơ cung vượt quá cầu. Vậy nên, hướng đi tốt nhất cho ngành đóng tàu Việt Nam lúc này chính là mở rộng bản hàng ra khu vực và thế giới, tập trung tìm kiếm đối tác tiềm năng tại những quốc gia có nhu cầu sử dụng số lượng lớn tàu chở hàng nói riêng và các loại tàu dân dụng khác nói chung. Ngoài ra, ngành đóng tàu Việt Nam còn phải đối mặt với khó khăn về nguồn vốn doanh nghiệp khi mà nhiều cơ sở đóng tàu gặp vấn đề về tài chính. Nổi bật lên trong đó là việc có không ít cơ sở đóng tàu hiện nay mắc phải những khoản nợ đầu tư lớn tại các ngân hàng chưa được tái cơ cấu. Điều này khiến cho quá trình vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất gặp nhiều khó khăn hơn bình thường. Vậy nên thiết nghĩ chính phủ Việt Nam cần có những giải pháp thiết thực để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đóng tàu cùng với các gói vay vốn có lãi suất ưu đãi, đồng thời tái cơ cấu các khoản vay đi kèm và lược bỏ các thủ tục hành chính rườm rà để tạo điều kiện thuận lợi cho các xưởng đóng tàu trong nước vay vốn hoạt động. Chỉ có như vậy, ngành công nghiệp đóng tàu nội địa mới tiếp tục phát triển lớn mạnh trong thời gian tới. Và chỉ có như vậy, Việt Nam mới trở thành cường quốc đóng tàu của thế giới, khiến mọi người đều phải trầm trồ. Kể từ khi dự án kênh đào Phú Nam Techco được công bố rộng rãi, Campuchia và Việt Nam liên tục đối đầu trên truyền thông khi có những quan điểm bất đồng nhau gay gắt. Chính ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, đã không ngần ngại nói rằng Campuchia không hề thua kém Việt Nam, nên nước mình không cần thương lượng với láng giềng về kênh đào Phunanm Techco. Ông đồng thời còn tuyên bố rằng Campuchia quyết xây cho bằng được con kênh này, bất chấp yêu cầu tham vấn thêm của nước bạn láng giềng. Thậm chí, khi Việt Nam tỏ ra quan ngại về sự hiện diện của lực lượng ngoại bang trên đất Campuchia, ông Hun Sen còn nói một câu rất phũ phàng rằng Campuchia biết bảo vệ lợi ích của mình, Việt Nam không cần quan tâm. Ông không thúc ép người dân căm ghét người Việt Nam, nhưng phía Việt Nam cũng phải hành động sao cho xứng đáng, nhằm tỏ ý chê trách nước bạn đã có những cư xử không đúng mực với mình. Những tưởng rằng, trước những lời nói liếu láo thể hiện rõ sự vô ơn ấy, Việt Nam sẽ nổi giận, đùng đùng và đáp trả bằng mọi giá. Nhưng không, Việt Nam đã có thái độ hết sức lịch sự với Campuchia, khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục nước nhà. Minh chứng là mới đây, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một bài viết ca ngợi Việt Nam với tiêu đề "Trái với thái độ của Hun Sen, Việt Nam rất lịch sự với Campuchia". Nó cho thấy rằng, hai thái cực trái ngược giữa Việt Nam và Campuchia để ngầm khẳng định đẳng cấp của đất nước hình chữ S hơn hẳn nước láng giềng ngông cuồng. Vậy cụ thể hơn, trang tin uy tín này đã nói gì về Việt Nam? Đây sẽ là vấn đề chính mà chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày nhé. Vâng, ngay đầu bài viết, trang tin Sputnik đã thẳng thắn đưa ra đánh giá khách quan là trái với những tuyên bố có phần gây sốc và thẳng thắn của cựu Thủ tướng Hun Sen rằng Campuchia quyết không nhượng bộ, không đàm phán với Việt Nam về kênh đào Phunanm Techco. Các tuyên bố của Hà Nội vẫn lịch sự hơn rất nhiều. Sau đó, trang tin này đã đi sâu vào nội dung chi tiết để chứng minh cho điều mình vừa nói như sau. Về vấn đề xây dựng kênh Phunanm Techco, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã trao đổi song phương với phía Campuchia ở các cấp để bày tỏ quan ngại của mình về tác động của dự án tới đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban sông Mekong Việt Nam đề nghị phía Campuchia chia sẻ các thông tin chi tiết về dự án, bao gồm báo cáo khả thi dự án, thực hiện nghiên cứu chung về tác động của dự án, áp dụng hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới của Ủy hội sông Mekong quốc tế cho dự án. Các đề nghị trên là để hai bên đạt được sự hiểu biết chung về những tác động xuyên biên giới của dự án kênh đào Phunanm Techco, cũng như đưa ra các biện pháp giảm thiểu phù hợp. Ngoài ra, Ủy ban sông Mekong Việt Nam còn đề nghị Ban Thư ký Ủy hội hỗ trợ các quốc gia nghiên cứu, đánh giá tác động xuyên biên giới của dự án. Ban Thư ký đang khẩn trương triển khai nghiên cứu độc lập về tác động của con kênh, nhất là các tác động xuyên biên giới, đồng thời đề xuất biện pháp giảm thiểu và giám sát tác động có liên quan. Đến ngày 23 tháng 4, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế tổ chức cuộc họp tham vấn về dự án kênh đào Phunanm Techco. Tại đây, các đại biểu đã nêu lên quan ngại về dự án, bao gồm các tác động của nó đối với tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong bối cảnh tình trạng hạn mặn đang diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Việc kênh Phunanm Techco chuyển nước từ sông Bà Trắc là phân lưu của sông Mekong ra cảng kẹp nằm ngoài lưu vực được cho là sẽ gây suy giảm tài nguyên nước tới đồng bằng, qua đó gây ra tác động tiêu cực đến hoạt động sinh kế, sản xuất của người dân địa phương và các hệ sinh thái tự nhiên. Hiện các thông tin chính thức do Campuchia thông báo cho rằng kênh đào Phunanm Techco chỉ phục vụ mục đích giao thông thủy. Tuy nhiên, theo thông tin báo chí và phát biểu của các nhà lãnh đạo Campuchia, kênh đào còn phục vụ cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nam Campuchia. Đến nay vẫn chưa có đủ thông tin về việc vận hành của ba cống âu thuyền thuộc dự án kênh đào Phunanm Techco. Do đó, Việt Nam mong muốn Campuchia sẽ sớm chia sẻ thông tin chi tiết về mục tiêu và về thiết kế vận hành của dự án này. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn Campuchia sớm cung cấp thông tin và tham gia nghiên cứu chung về tác động của dự án, từ đó đi tới thống nhất các giải pháp giảm thiểu và giám sát tác động phù hợp. Về phần mình, bà Nguyễn Thị Thúy Linh, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam, đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế để triển khai nghiên cứu độc lập tác động của dự án này. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban sông Mekong Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế, Campuchia và các nước thành viên Ủy hội để thúc đẩy nghiên cứu về tác động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, giám sát tác động và sẽ tiếp tục tham vấn tại quốc gia. Về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại họp báo thường kỳ ngày 11 tháng 4 năm 2024, ông Đoàn Khắc Việt, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh rằng Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước ven sông Mekong. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để quản lý sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển lâu dài, vì lợi ích của các cộng đồng người dân trên lưu vực, vì tương lai của các thế hệ mai sau và vì tình đoàn kết gắn bó giữa các nước nằm ở ven sông. Vậy nên, Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đào Phú Nam Techco, đề nghị Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong quốc tế, chia sẻ thông tin đánh giá tác động của dự án đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo hài hòa lợi ích của các nước ven sông và người dân sinh sống trong lưu vực sông Mekong. Không khó để nhận thấy, Việt Nam đã thể hiện được sự điềm tĩnh rất cao khi xử lý vấn đề khá nhạy cảm. Nó hoàn toàn trái ngược với một Campuchia nóng nảy mỗi khi bị động chạm đến lợi ích của mình. Cùng với sự điềm tĩnh đó, Việt Nam đã có cách cư xử rất lịch sự đối với nước láng giềng. Đất nước hình chữ S đã thông qua các kênh truyền thông chính thống đưa ra yêu cầu chính đáng là được thông tin chi tiết hơn về dự án và được cùng tham vấn với Campuchia cũng như các cơ quan có liên quan khác. Mặc dù bị Campuchia từ chối phũ phàng, nhưng Việt Nam không vì thế mà nổi giận đùng đùng, cũng như không dùng những lời lẽ khó nghe để phản pháo nước bạn. Việt Nam cũng không tung chiêu đe nẹt trẻ con kiểu cắt đứt quan hệ bang giao hoặc quan hệ thương mại kinh tế đối với Campuchia để trừng phạt nước này. Bởi vì từ trước đến nay, Việt Nam luôn nổi tiếng là một dân tộc yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Người dân Việt Nam có truyền thống đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Tư tưởng ấy đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của người dân Việt Nam và chi phối cả cách hành xử của chính phủ hiện nay trong tiến trình ngoại giao. Vậy nên không có gì là lạ khi các nhà lãnh đạo Việt Nam không ăn miếng trả miếng ông Hun Sen suốt thời gian rồi. Hơn nữa, Việt Nam cũng nhận thức được rằng với vai trò và vị trí trên trường quốc tế hiện nay, mình cần phải cư xử sao cho thật đẹp để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, cũng như không làm ảnh hưởng đến uy tín của nước nhà trước bạn bè trong khu vực và trên thế giới hiện giờ. Và kết quả ra sao thì chúng ta cũng đã thấy. Trong khi Việt Nam được báo chí quốc tế hết lời ca ngợi vì sự văn minh lịch sử, thì Campuchia lại trở thành một kẻ xấu xí trong mắt truyền thông nước ngoài. Vậy nên thiết nghĩ, Việt Nam cần phải phát huy hơn nữa hướng đi đúng đắn này trong quá trình đấu tranh vì lợi ích dân tộc trước dự án kênh đào Phú Nam Techco bất chấp luật lệ. Nhưng song song đó, Việt Nam cũng cần phải có những biện pháp xử lý cứng rắn hơn nếu các yêu cầu hợp lý của mình bị Campuchia bỏ qua và phớt lờ. Như chúng ta cũng biết, thời gian gần đây mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia ít nhiều có sự căng thẳng. Trước thông tin Campuchia cho xây dựng kênh Phú Nam Techco, một dự án gây ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam một cách toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Để rồi mới đây, một hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy hai chiếc tàu chiến Trung Quốc đang hiện diện tại quân cảng Briam của Campuchia, càng khiến cho Việt Nam đứng ngồi không yên. Bởi vì theo nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, sự kết hợp giữa kênh đào Phú Nam Techco và quân cảng Briam có thể tạo ra một địa thế liên hoàn đe dọa an ninh của Việt Nam. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng đất nước hình chữ S không thể nào im lặng thêm nữa. Việt Nam cần phải có những hành động thiết thực để phá vỡ thế gọng kìm mà Campuchia và Trung Quốc đang tạo ra. Cũng chính từ đây, một nguồn tin dò dỉ cho biết Việt Nam đang chuẩn bị cho xây dựng cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc để tạo ra một đối trọng cân bằng với các dự án trọng điểm của Campuchia. Cây cầu thế kỷ này sẽ thay đổi ngoạn mục cục diện hiện tại. Khiến người phải lo lắng sốt vó trong thời gian tới chính là nước bạn, chứ không phải Việt Nam. Vậy thì thông tin trên cụ thể có phải là sự thật hay không? Câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video clip hôm nay. Mời các bạn hãy cùng theo dõi ngay bây giờ. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ cho kênh bằng cách đừng quên nhấn nút like, share và subscribe nhé. Từ trước đến nay, khi nhắc đến việc xây cây cầu cống, thì nhiều người sẽ nghĩ đến các đội ngũ kỹ sư cầu đường có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn. Ấy thế nhưng, dự án cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc lại hoàn toàn khác. Nó được đề xuất bởi một nhóm các bạn sinh viên vào năm 2016. Cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc là một mô hình báo cáo tốt nghiệp của một nhóm sinh viên trường đại học giao thông vận tải được đăng tải vào năm 2016. Cả nhóm đã có một bài báo cáo thành công với cầu vượt biển Hà Tiên có tên thật là cầu Sim. Và theo mô hình trong báo cáo thì cầu vượt biển Hà Tiên nối liền Kiên Giang Phú Quốc có tổng chiều dài là hơn 45 km và là cây cầu dài nhất thế giới. Tuy chỉ là một bài báo cáo tốt nghiệp Thế nhưng, ý tưởng cầu vượt biển Hà Tiên đã nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người bởi vì sự đột phá và tính sáng tạo của nó. Nếu như một cây cầu này thực sự được xây dựng, thì nó sẽ là cây cầu lớn nhất và là niềm tự hào của Việt Nam. Nó sẽ mang đến rất nhiều lợi ích khổng lồ cho đất nước hình chữ S hiện nay. Đầu tiên là cầu vượt biển sẽ giúp cho Phú Quốc kết nối nhanh với các khu vực lân cận để quá trình giao thương diễn ra dễ dàng và cực kỳ nhanh chóng. Và đây là điều rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy tuyến đường vận tải hàng hóa và hành khách ở hai chiều vào ra. Mặt khác thì Phú Quốc là hòn đảo có đất đai phì nhiêu, thuận lợi cho trồng trọt, có rừng bao phủ hầu hết diện tích với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Riêng bờ biển đảo có những cảnh quan kỳ thú và nhiều bãi tắm hấp dẫn du khách gần xa, mang đến tiềm năng phát triển du lịch lớn. Theo đó, cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc sẽ giúp cho hòn đảo du lịch này kết nối trực tiếp với khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa ba mô hình du lịch đang rất thịnh hành, đó là du lịch biển đảo, du lịch tâm linh và du lịch miệt vườn Cù Lao. Và cùng với tất cả những điều vừa kể trên, dự án sáng tạo được ví như là yếu tố kích thích sự phát triển của nền kinh tế địa phương khi mà nó thúc đẩy các ngành nghề có liên quan hoạt động sôi nổi, thu hút được đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước và các nhà đầu tư nước ngoài đổ về đây. Điều này sẽ giúp cho Hà Tiên Phú Quốc thu được nguồn ngân sách lớn cho quốc gia và làm giàu cho đất nước trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa, chúng ta nên biết là Phú Quốc là một trong những hòn đảo chiến lược của Việt Nam. Nó nằm cách bờ biển tỉnh Kampot, Campuchia chỉ khoảng 14 hải lý và cách bờ biển tỉnh Kiên Giang, Việt Nam khoảng 25 hải lý. Chính vì vậy, có thể nói đảo Phú Quốc có giá trị rất lớn đối với Việt Nam về mặt an ninh quốc phòng. Việc xây dựng cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc sẽ tạo ra một hành lang an ninh liên hoàn và cực kỳ vững chắc trên vùng biển Tây Nam của Việt Nam. Và đây cũng là lý do vì sao mà nhiều người cho rằng dự án cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc sẽ tạo nên sự đối trọng đáng kể đối với kênh Phù Nam Thế Cô và dự án cải tạo mở rộng căn cứ Riem của Campuchia. Vậy nên chuyện Campuchia cảm thấy lo lắng nếu như Việt Nam cho khởi động cầu vượt trong tương lai tới là lẽ tất nhiên. Thế nhưng bên cạnh những lợi ích vừa kể trên, chúng ta không thể bỏ qua những bất cập nếu như khởi công công trình trên. Bởi vì với một cây cầu lớn và dài như thế, Việt Nam cần phải đảm bảo an toàn kỹ thuật một cách chính xác. Thêm vào đó, vốn đầu tư cũng là một yếu tố quan trọng khác mà Việt Nam cần phải cân nhắc. Bởi vì theo dự kiến thì tổng vốn đầu tư xây dựng công trình này có thể lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Một con số khổng lồ mà Việt Nam không thể nào hô biến là ra ngay. Và chính vì thế mà nhiều người cho rằng dự án cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc không hề khả thi chút nào. Nó chỉ có thể nằm trên giấy tờ. Bởi vì với tiềm lực tài chính và trình độ của Việt Nam hiện tại, việc thi công cầu vượt biển còn khó hơn cả lên trời. Thế nhưng, đây chỉ là nhận định bi quan của những người chưa rõ về năng lực thực sự của nước nhà mà thôi. Bởi vì chúng ta nên biết rằng, khả năng xây dựng cầu vượt biển của Việt Nam đã vượt xa những gì mà nhiều người tưởng tượng từ lâu. Minh chứng là vào cuối năm 2016, Việt Nam đã khánh thành cầu Thị Nải tại Bình Định, dài gần 2.500 m, rộng 14,5 m với 54 nhịp dẫn. Cầu Thị Nải có tổng mức đầu tư là gần 370 tỷ đồng và được mệnh danh là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Và sau hơn 10 năm giữ kỷ lục thì cầu Thị Nải đã bị cầu Tân Vũ Lạch Huyện ở Hải Phòng vượt qua với chiều dài lớn hơn gấp 2 lần. Cụ thể hơn là dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện có tổng chiều dài hơn 15 km, nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải. Trong đó, phần cầu dài hơn 5,4 km, có tổng mức đầu tư là gần 12.000 tỷ đồng. Và sau hơn 3 năm khởi công, thì dự án này chính thức thông xe. Còn nếu như tính riêng tại Hà Tiên, thì Việt Nam cũng có nhiều dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp đại phức được xây dựng thành công như khu bến cảng Hà Tiên, Phú Quốc được xây dựng nhằm phục vụ lượng tàu phà di chuyển trên tuyến đường cùng tên và một số tuyến dọc biển Kiên Giang có sức chứa lớn. Tàu cao tốc và bến phà đưa Hà Tiên trở thành cửa ngõ chính, kết nối du khách trong và ngoài nước đến Phú Quốc thông qua đường thủy. Ở chiều ngược lại, du khách từ Phú Quốc có thể chọn Hà Tiên làm điểm tham quan nghỉ dưỡng trong hành trình du lịch của mình. Dự án đường hành lang ven biển giúp nối liền Thái Lan, Campuchia và Cà Mau. Tổng chiều dài của dự án là 950 km, với tổng chi phí đầu tư là hơn 8.247 tỷ đồng. Cụ thể là, đường hành lang biển sẽ bắt đầu tại Bangkok, qua Campuchia và điểm cuối kết thúc tại Cà Mau. Đoạn trong nước Việt Nam bắt đầu ngay tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, có chiều dài hơn 20-17 km. Theo đó, nó giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đơn giản hóa thủ tục khi quá cảnh sang Việt Nam và hình thành thêm các tour du lịch Việt Cam Thái hấp dẫn du khách. Đồng thời, đưa Hà Tiên trở thành cửa ngõ giao thương du lịch của các quốc gia tiểu vùng sông Mekong khi đến Việt Nam. Và sau cùng là quốc lộ 80, nối liền nhiều tỉnh của tứ giác Long Xuyên, trong đó có Hà Tiên. Hiện tại, chủ trương nâng cấp mở rộng quốc lộ 80 đã được đề xuất, hứa hẹn đem lại một tương lai phát triển về du lịch và kinh tế cho khu vực tiềm năng. Nói như thế để thấy rằng Việt Nam đang sở hữu năng lực xây dựng cầu đường tổng hợp khá toàn diện. Vì vậy, việc xây dựng cầu vượt Hà Tiên không phải là điều gì đó quá xa vời đối với Việt Nam hiện nay. Còn về vấn đề nguồn vốn, đã có một tia sáng lóe lên cho Việt Nam, bởi vì dự án cầu vượt Hà Tiên đã được một tập đoàn lớn chuyên phát triển địa ốc Singapore gặp mặt và làm việc với chính quyền địa phương để đề xuất đầu tư vào đây. Được biết là tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến cho cầu nối Phú Quốc Hà Tiên có thể lên đến 12.000 tỷ đồng hoặc hơn. Và nếu đạt được thỏa thuận thì rất có thể dự án này sẽ được xây dựng bắt đầu từ mũi Nai Hà Tiên băng qua biển và kết thúc tại Đá Chồng nằm ở phía bắc đảo Phú Quốc. Cầu vượt biển Hà Tiên sẽ có đầy đủ các loại hình di chuyển, từ xe ô tô, xe tải, xe đạp đến hành lang cho người đi bộ. Ngoài ra, nó còn có trạm thu phí và giữa cầu có trạm nghỉ, trạm xăng dầu, nhà ăn và bãi giữ xe. Chính vì vậy, chúng ta có quyền hy vọng rằng dự án cầu vượt Hà Tiên Phú Quốc sẽ nhanh chóng được khởi công xây dựng trong thời gian tới đây. Đó là lúc mà Việt Nam có được thứ vũ khí lợi hại để đối phó với những dự án trời ơi đất hỡi của những kẻ luôn muốn phá hoại nước nhà bằng đủ chiêu trò danh ma. Cảng biển có vai trò hết sức quan trọng đối với một quốc gia. Nó là động lực phát triển kinh tế biển nói riêng, kinh tế đất nước nói chung. Đây là cửa ngõ giao thương hàng hóa, xuất nhập khẩu, đầu mối chuyển đổi phương thức vận tải đường biển sang vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa. Việt Nam là một quốc gia ven biển. Vậy nên, đây là vấn đề quan trọng cấp thiết của chúng ta, đặc biệt là phía Nam Bộ, cửa ngõ tiếp nối với tuyến đường hàng hải thế giới. Thế nhưng, việc xây dựng cảng biển gần đây của Việt Nam gặp nhiều trục trặc bởi kênh đào Phú Nam của Campuchia. Việc xây dựng kênh đào Phú Nam Tết Châu của Campuchia từ khi được công bố thì nó luôn gây tranh cãi về nhiều vấn đề, như làm nghiêm trọng hơn tình hình xâm nhập mặn, hạn hán, vân vân, vốn đã tồn tại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Không những thế, kênh đào này còn làm thay đổi chức năng và giảm hiệu quả vận hành các dự án ở khu vực Tây Nam Bộ, như cống đập Trà Sư, hệ thống kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao, vùng đê bao bao vụ khu dân cư vượt lũ, và tiêu biểu là dự án siêu cảng Trần Đề ở Sóc Trăng, một dự án được cho là sẽ giúp người dân miền Tây Nam Bộ thoát nghèo cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu dự án kênh đào Phú Nam Tết Châu được xây dựng. Bởi theo nhiều nhận định của các chuyên gia, nếu Phú Nam Tết Châu được hoàn thành, thì việc thu hút nguồn hàng lớn của Campuchia vận chuyển qua cảng Trần Đề trong tương lai sẽ không còn nữa. Do đó, việc đầu tư quy hoạch của cảng Trần Đề sẽ phải điều chỉnh lại. Vậy việc xây dựng kênh đào Phú Nam của Campuchia có tác động như thế nào đến dự án cảng biển Trần Đề? Và việc xây dựng cảng Trần Đề có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu phân tích qua video số này. Như thông tin đã đưa, vào đầu tháng 2 năm 2024, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng lần thứ 75 đã thông qua báo cáo giữa kỳ nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng bến cảng Trần Đề thuộc cảng biển Sóc Trăng. Dự án được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê duyệt từ ngày 25 tháng 8 năm 2023 và dự kiến khởi động từ năm 2024 đến năm 2030 hoàn thành. Vậy cảng biển Trần Đề này có gì đặc biệt? Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về dự án siêu cảng biển Trần Đề. Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ, dự án đầu tư xây dựng bến cảng Trần Đề sẽ được đầu tư xây dựng tại cửa Trần Đề thuộc xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Vị trí xây dựng bến cảng nằm ở ngoài khơi vùng biển Trần Đề, cách bờ hiện hữu khoảng 25 km về phía đông. Dự án bao gồm việc xây dựng cầu cảng có tổng chiều dài là 5.300 m, tiếp nhận được tàu tổng hợp, tàu container trọng tải 100.000 tấn, chứa khoảng 6.000-8.000 TEU, tàu hàng rời 160.000 tấn. Trong đó, giai đoạn khởi động đầu tư hai bến dài 800 m cho tàu tổng hợp container trọng tải đến 100.000 tấn và hai bến phao truyền tải hàng rời cho tàu trọng tải đến 160.000 tấn. Trong giai đoạn hoàn thiện, cảng có diện tích mặt bằng cảng hơn 417 ha. Trong đó, giai đoạn khởi động là hơn 81 ha. Dự án sẽ thực hiện nạo vét khu vực nước trước bến, bể cảng, lùng tàu vùng quay tàu và hệ thống báo hiệu hàng hải đồng bộ. Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, bao gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy và các công trình phụ trợ khác, đảm bảo hoạt động khai thác cho toàn bộ khu cảng cho từng giai đoạn. Xây dựng hệ thống kè đê chắn sóng, có tổng chiều dài là 9.800 m, trong đó giai đoạn khởi công có chiều dài là 4.000 m, để kết nối cảng với đất liền. Dự án sẽ xây dựng một cầu vượt biển có chiều dài 17,8 km. Cầu dẫn kết nối cầu vượt biển với bến cảng giai đoạn khởi động dài 1,85 km. Đặc biệt, đơn vị tư vấn còn đề xuất xây dựng khu dịch vụ hậu cần cảng Logistics với tổng diện tích khoảng 4.000 ha. Khu này dự kiến đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm san lấp mặt bằng, xây dựng đường thủy, xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, điện động lực, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc. Do dự án đầu tư xây dựng bến cảng Trần Đề là dự án có quy mô lớn và được bố trí thành hai khu, gồm khu cảng ngoài khơi Trần Đề và khu dịch vụ hậu cần cảng, nên việc phân kỳ đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả của dự án. Căn cứ vào quy mô của dự án, nguồn vốn đầu tư, tính chất và nhu cầu sử dụng của từng khu đơn vị, tư vấn dự kiến phân kỳ và tiến độ đầu tư theo 6 giai đoạn. 6 giai đoạn bao gồm giai đoạn khởi động từ 2024-2028, giai đoạn 1 từ 2029-2030, giai đoạn 2 từ 2031-2035, giai đoạn 3 từ 2036-2040, giai đoạn 4 từ 2041-2045 và giai đoạn hoàn thiện là 2046-2050. Tổng mức đầu tư sơ bộ đến giai đoạn hoàn thành cảng Trần Đề là gần 154.000 tỷ đồng. Với phương án cát được khai thác tại mỏ và giá mua cát theo thị trường, tổng mức đầu tư của cảng có thể lên đến 186.345 tỷ đồng. Câu hỏi chúng ta muốn đặt ra là nếu cảng biển Trần Đề được hoàn thành, nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào mà khiến cho người dân khu vực Tây Nam Bộ thoát nghèo? Miền Tây đang phát triển mạnh nông lâm nghiệp, nhưng chưa phát triển mạnh công nghiệp vì chưa có đủ cao tốc cảng. Khi có giao thông vận tải kết nối hoàn chỉnh, sẽ thúc đẩy công nghiệp vùng phát triển, hình thành các khu cụm công nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Do 3 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chưa có cảng trung tâm cửa ngõ, nên toàn bộ hàng hóa của vùng muốn xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào phải trung chuyển qua thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi 1 tấn hàng xuất đi phải chịu thêm chi phí khoảng 10. Nếu không có cảng Trần Đề thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ mãi nghèo. Cảng Trần Đề được đánh giá là sẽ kết nối kinh tế đồng bằng sông Cửu Long với tuyến đường hàng hải quốc tế qua Biển Đông. Kỳ vọng là bước đột phá để đưa nhanh hàng hóa của 13 tỉnh miền Tây đi các nước, như ông Hồ Quốc Đục, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sauta cho biết. Công ty chuyên về các mặt hàng thủy sản hàng năm xuất khẩu khoảng 25.000 đến 30.000 tấn. Trong 27 năm qua, hàng hóa của doanh nghiệp đều phải vận chuyển qua cảng ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu có cảng biển Trần Đề sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển, giảm rủi ro cho đơn hàng, tăng tính tin cậy trong xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo được ưu thế cạnh tranh trong khu vực. Ông còn cho biết thêm, mungkin 500 đến 2.000 container xuất khẩu mỗi năm. Nếu có cảng biển, công ty ông sẽ giảm được khoảng 20 tỷ đồng chi phí. Còn theo chia sẻ của các doanh nghiệp biên chế thủy sản đông lạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh lâu nay, các lô hàng đều được tập trung vận chuyển từ Sóc Trăng lên 2 cảng gồm Cát Lái và Cái Mép để xuất khẩu. Cung đường này khá dài, mật độ lưu thông rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro và mất nhiều thời gian, khiến hàng hóa không đúng hạn. Hiện hơn 70% lượng hàng hóa xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long phải vận chuyển bằng đường bộ lên cụm cảng thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng này đã làm tăng chi phí vận chuyển, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng chất lượng hàng hóa, tạo áp lực lên hệ thống giao thông đồng bộ. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cảng biển Trần Đề được cho là cấp thiết để sớm tháo gỡ điểm nghẽn hỗ trợ hoạt động cho doanh nghiệp nhiều mặt, như giảm chi phí, rủi ro, tăng độ tin cậy với đối tác trong giao nhận hàng hóa và xa hơn là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vậy đến đây chúng ta đặt câu hỏi, vì sao lại xây dựng cảng biển ở Sóc Trăng mà không phải ở tỉnh nào khác? Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong vùng đồng bằng sông Cửu Long có một số vị trí có thể xây dựng cảng biển nước sâu. Tuy nhiên, tính theo điểm số về lợi thế so sánh, dựa trên các tiêu chí về khoảng cách vận tải, giải phóng mặt bằng, chi phí vận tải, duy tu bảo dưỡng, kết nối giao thông vận tải, thì Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng là vị trí có ưu thế nhất, chiếm số điểm cao nhất, 62 điểm về lợi thế so sánh. Trong đó có thể nói đến như quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Chính phủ phê duyệt vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Theo đó, Sóc Trăng được định hướng trở thành cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm đầu mối của vùng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, với trọng tâm là cảng biển ngoài khơi Trần Đề. Sóc Trăng còn nằm ở vị trí có lợi thế về địa lý, nằm sâu vào trong đồng bằng sông Cửu Long, gần với vùng biển, đồng thời nằm gần với các tuyến đường thủy như sông Hậu và kênh Cái Lớn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển nước sâu để phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu. Khu vực Trần Đề có tiềm năng phát triển các khu công nghiệp ven biển, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Việc có cảng biển sâu sẽ thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và khu vực. Tiếp đến là khoảng cách từ cảng Trần Đề của Sóc Trăng lên 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long còn lại chỉ dao động hơn từ 80 đến 200 km. Và các tuyến đường vận tải hàng hóa từ các tỉnh thành trong vùng đến đây cũng thuận tiện kết nối đường bộ với các cảng hiện có. Các tuyến cao lộ như 1A, 91, 91C, 60. Ngoài ra có các dự án giao thông chuẩn bị đầu tư cho cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, cầu Đại Ngãi, nối Sóc Trăng và Trà Vinh. Dự án mở rộng quốc lộ 91C, cao tốc Cần Thơ, Cà Mau. Với những lý do đó, năm 2021, cảng biển Trần Đề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt, đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một dấu mốc rất quan trọng để dự án này được triển khai thành hiện thực. Lợi ích là thế, nhưng dự án này có thể bị ngưng lại và phải thay đổi do kênh đạo Phù Nam Tích Châu của Campuchia. Vậy tại sao việc Campuchia xây dựng kênh đạo Phù Nam lại ảnh hưởng đến dự án xây dựng cảng biển Trần Đề của Việt Nam chúng ta? Như đã nói ở trên, tổng mức đầu tư của cảng Trần Đề có thể lên tới 86.345 tỷ đồng. Đây là con số không hề nhỏ. Trước khi khởi công xây dựng, người ta phải tính đến khả năng hoàn vốn. Các đơn vị liên quan cũng yêu cầu cần nghiên cứu và có sự tính toán chi tiết khả năng hấp dẫn nguồn hàng về cảng Trần Đề. Đây là cơ sở quan trọng để quyết định về quy mô đầu tư ở giai đoạn khởi công hợp lý. Liên quan, hàng hóa phải tính toán kỹ mới được, vì nguồn hàng chính là cơ sở để đưa ra quyết định về quy mô đầu tư. Không tính được lượng hàng sẽ không ra được nhu cầu đầu tư xây dựng. Việc xem xét trên lợi thế, khả năng cạnh tranh trong thu hút hàng hóa về cảng Trần Đề sẽ giúp giải được bài toán, xem xét khả năng hoàn vốn sau khi xây dựng cảng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng để hình thành được cảng biển Trần Đề thì căn cứ vào khoảng cách di chuyển cũng như lợi thế về chi phí vận chuyển, vùng hấp dẫn trực tiếp đến cảng Trần Đề sẽ bao gồm 8 địa phương: Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Từ vùng hấp dẫn này, ông Phạm Hoài Trung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự báo nhu cầu hàng hóa qua cảng Trần Đề đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 33,6 triệu tấn. Trong khi đó, đại diện của công ty phần xây dựng công trình giao thông hàng hải CMB cho biết, đến năm 2030, tổng lượng hàng hóa được vận chuyển lên nhóm cảng biển số 4, cũng như xuất khẩu trực tiếp qua các cảng ở đồng bằng sông Cửu Long là nhóm cảng biển số 5 sẽ đạt khoảng 42 triệu tấn. Trong đó, 35 triệu tấn vận chuyển lên nhóm cảng biển số 4 và 7 triệu tấn xuất khẩu trực tiếp qua nhóm cảng biển số 5. Với quy mô lượng hàng hóa này, vùng hấp dẫn của cảng Trần Đề có thể đáp ứng khoảng 75%, tức là khoảng 31,5 triệu tấn. Tuy nhiên, căn cứ vào kịch bản thấp và cao, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Hàng hải CMB đưa ra con số dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng Trần Đề năm 2030 sẽ đạt khoảng 24,6 đến 32,5 triệu tấn. Đây là kết quả dự báo nghiên cứu vùng hấp dẫn trong khu vực đối với cảng Trần Đề. Ngoài ra, cảng Trần Đề còn có khả năng thu hút hàng hóa trung chuyển từ Campuchia qua tuyến đường thủy sông Mekong hiện hữu. Trước khi dự án kênh đào Phú Nam Tích Châu Campuchia công bố, một tiềm năng đã được tính đến là cảng biển Trần Đề có thể thu hút lượng hàng từ Campuchia đi theo tuyến đường thủy nội địa sông Mekong, thay vì di chuyển về nhóm cảng biển Đông Nam Bộ hiện nay. Nếu tính khoảng đường thủy từ Phnom Penh tới cảng Trần Đề là 326 km, gần hơn nhiều so với 384 km đến cảng Cái Mép, Thị Vải và Bà Rịa Vũng Tàu và 346 km đến Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng biết, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia thông qua các cảng ở Đông Nam Bộ như Cái Mép, Thị Vải hay Cát Lái là rất lớn. Hiện nay có 33% hàng hóa nhập khẩu của Campuchia được vận chuyển dọc sông Mekong rồi tới cảng của Việt Nam, nhưng sẽ giảm tới 70% khi dự án kênh đào Phú Nam Tích trổ hoàn thành vào năm 2028. Điều đó có nghĩa là khả năng hoàn vốn trước đó đã đặt một phần quan trọng vào kênh vận tải tới Campuchia thì giờ đây có thể không còn nữa, và buộc chúng ta cần tính toán lại lượng hàng này. Nếu thực sự Campuchia quyết tâm làm kênh đào Phú Nam Tích trổ thì đương nhiên là vấn đề đầu tư quy hoạch của cảng biển Trần Đề sẽ cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp với khả năng thu hút nguồn hàng của nó. Theo thông tin của tờ Kinh tế Sài Gòn, vào tháng 2 năm 2024, ông Nguyễn Xuân Sáng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã thống nhất chuyển báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng bến cảng Trần Đề thuộc cảng biển Sóc Trăng thành đề án nghiên cứu toàn diện tổng thể về đầu tư xây dựng, khai thác khu vực bến cảng Trần Đề, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tức là các vấn đề sẽ được nghiên cứu kỹ hơn cho phù hợp với thực tế biến động. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, yêu cầu làm rõ việc Campuchia đầu tư kênh đào Phú Nam Tại Châu sẽ ảnh hưởng ra sao đến lượng hàng dự kiến từ quốc gia này đến cảng Trần Đề. Ông Việt cho biết, chắc chắn lượng hàng hóa chúng ta tính từ Campuchia qua cảng Trần Đề trong tương lai có khả năng không còn nữa. Chúng ta phải tính toán lại lượng hàng này. Đơn cử như con số dự tính đầy khả quan nêu ở trên. Trong đó dự kiến đến năm 2030, lượng hàng hóa thông qua chỉ riêng ở Trần Đề có thể tới 45,17 triệu tấn, đã không khả thi rồi. Vậy thì quy mô và tổng vốn đầu tư cho cảng biển này rất có thể phải thu hẹp lại đáng kể so với mức dự tính là 186.345 tỷ đồng. Về mặt chủ quan, bài toán về vốn cho siêu dự án cũng không dễ giải quyết. Chỉ tính riêng giai đoạn khởi động từ năm 2014 đến năm 2028, dự kiến cần nguồn vốn 44.696 tỷ đồng. Trong số này, nguồn vốn từ ngân sách 19.423 tỷ đồng, chiếm khoảng 43% tổng mức đầu tư. Còn lại 57% là cần nguồn vốn huy động. Tất nhiên phải kỳ vọng vào khối khu vực tư nhân. Nhưng những tín hiệu từ khối tư nhân có ý định nhảy vào đầu tư dự án này đang khá ít hỏi, nếu không muốn nói là chưa thật sự rõ ràng. Để việc đầu tư cảng Trần Đề đạt hiệu quả như kỳ vọng, nhiều ý kiến cho rằng nhà nước phải cùng tham gia đầu tư để tạo động lực thu hút khu vực tư nhân cùng tham gia. Khi nói về dự án cảng Trần Đề, thời gian gần đây, ông Thiha, chuyên gia đến từ công ty Nippon I-Corp của Nhật Bản, cũng đề xuất cần gia tăng sự tham gia của khu vực công vào dự án tạo vốn mồi để thu hút tư nhân. Trung ương cần tăng đầu tư vào dự án, bao gồm cầu kết nối để giảm gánh nặng đầu tư cho khu vực tư nhân. Đồng thời cần cân nhắc quy mô đầu tư phù hợp để vừa tối ưu vận chuyển hàng hóa cảng ngoài khơi với cảng trên bờ và giảm chi phí đầu tư của dự án. Bên cạnh đó, nhà nước cần tính toán để tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào cảng Trần Đề. Trong đó nên nhấn mạnh vào các chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế. Trong khi đó, ngoài các ưu đãi theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Hàng hải CMB đề xuất nên có kiến nghị với Trung ương áp dụng cơ chế đặc thù liên quan đến cảng Trần Đề. Chẳng hạn như việc xin phép xây dựng nguồn cát biển ở mỏ B1 đã được Cục Địa chất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá để san lấp mặt bằng bến cảng Trần Đề. Đầu tư cảng biển vốn được quảng bá là một chiếc bánh ngọt hấp dẫn của các ông lớn. Nhưng thực tế, để các doanh nghiệp ngoại quốc rót tỷ đô và đầu tư chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nếu thấy tiềm năng thì đương nhiên, sự chú ý sẽ trở nên sôi động. Đơn cử như vào tháng 9 năm 2023, theo thông báo từ Nhà Trắng, công ty điều hành cảng SSA Marine, trụ sở tại Mỹ, và công ty Zadep, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ công bố ý định hợp tác trong dự án cảng biển chiến lược miền Nam Việt Nam, bao gồm quan tâm chung trong việc phát triển trung tâm Logistics Cái Mép Thị Vải, trị giá 6,7 tỷ USD. Theo những người trong cuộc khi đó, tổng mức đầu tư lên tới 6,7 tỷ USD, cùng với quy mô diện tích hơn 220.000 ha. Trung tâm Logistics Cái Mép Thị Vải sẽ trở thành trung tâm Logistics lớn nhất Việt Nam sau khi hoàn thành xây dựng. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã qua gần một năm thì diễn biến các thương vụ tỷ đô này cũng không còn được nhắc đến nhiều. Ở vào giai đoạn trước khi Campuchia ra thông báo về việc xây dựng kênh đào Phú Nam Tích, thì cũng chưa có nhiều thông tin công khai từ doanh nghiệp tư nhân nào sẽ đặt chân vào cảng Trần Đề. Đáp lại sự cởi mở và chào đón nhiệt tình từ Sóc Trăng, cũng có một số doanh nghiệp và đầu tư từ Hàn Quốc bày tỏ quan tâm đặc biệt về dự án cảng biển Trần Đề. Nhưng những bước đi cụ thể hơn vẫn là điều chưa xuất hiện một cách rõ ràng. Việc Campuchia công bố tin kênh đào Phù Nam Tích Chỗ để tự chủ việc vận tải chắc chắn sẽ là thông tin xấu, gây chấn động đến tâm lý những nhà đầu tư tiềm năng của dự án cảng biển này. Nó khiến cho việc thực hiện hóa một kế hoạch ấp ủ hàng chục năm qua là xây dựng một cảng biển tầm cỡ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển, vươn mình ra biển lớn, để thoát nghèo, đã khó, nay còn khó hơn nhiều. Nhà đầu tư chắc chắn biết rằng dư địa phát triển của kinh tế khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long là không ít. Nhưng có đầu tư hay không thì lại là một câu chuyện rất khác. Qua đó có thể thấy, hiện tại xuất hiện nhiều khó khăn, nhưng theo các đơn vị có liên quan khẳng định, việc đầu tư xây dựng cảng biển cỡ ngõ Trần Đề ở đồng bằng sông Cửu Long là cần thiết. Tất nhiên, thời gian bắt đầu từ khi nào và mức đầu tư sẽ bị điều chỉnh ra sao là điều mà chúng ta vẫn chưa thể có câu trả lời chắc chắn. Việc Campuchia xây dựng kênh đào Phù Nam tạo ra nhiều khó khăn trong việc kêu gọi vốn đầu tư, cũng như phải điều chỉnh lại quy mô của cảng biển nước sâu Trần Đề, nhưng nó cũng giúp cho Việt Nam quyết tâm tìm hướng giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay. Mỗi quốc gia đều có tính toán riêng và Việt Nam cần làm là tính toán thế nào để toan tính cho mình ít bị ảnh hưởng bởi nước bạn nhất có thể.